phải giới thiệu đúng không? Rào đi, vào đi, vào đi. Xin phép chia sẻ tất cả anh em cây cảnh nghệ thuật bonsai trên toàn Việt Nam. Xin chào anh em nhá. Hôm nay là có một sự chia sẻ rất tình cảm, không nói về buôn bán mà nói về là đam mê giữa bác Hiển và cháu Yên và chỗ anh Hải Si ở Lương Tài Bắc Linh. Hôm nay thì rõ ràng là nắng, nhưng vì đam mê là thấy trời là rất là mát vì giá cả như kỷ niệm. Và vừa lấy thì anh Hải Si, đại gia Hải Si thì cũng tặng tôi 20.000, đít có 45. Đấy, anh em có ý kiến gì thì cứ thế mà làm. hôm nay xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì tôi là chủ Yên Bonsai là chủ kênh, nhưng hôm nay là mới được. Và vừa lấy vợ của bác Hiển thì đã đếm đủ tiền rồi, 30 triệu. 5-6 cây tôi thì tôi không rõ. Đây. Xong đi. Thì đã 1 giờ rồi. Công khai thôi nè. Đấy, tôi không rõ. Đấy là cây bé của anh Hải đâu đấy, 2-3 triệu gì đấy. Ngon lành cành đào. Bắt tay chưa nào? Bắt rồi. Bắt chưa? Thực ra là bác Hiển kỷ niệm này. Lại lộc bao nhiêu lại tối lại đưa lại. Lại lộc. Đấy, em Hải đang gọi từ Lại Lộc. Lại Lộc ấy. Tận 2 lít cơ mà. Đây anh em nhá. Đấy, bác chủ đây, bác Hiển đây. Rất phong độ đẹp trai. Đẹp trai long lanh. Đây anh em nhá. Em Hải thích cây hình bún cơ. Còn đây là em Yên. Bonsai là lấy từ hôm nọ rồi, nhưng hôm nay là mới kiếm được quay. Nhưng mà anh em ạ, bây giờ cây cối này mình có thể nên giá trị đấy. Ừ. Có thể là nó chỉ vài xin bút đỏ đấy nhỉ. Đỏ chuẩn vào đấy. Rồi. Nhiều tất nhiên nhiều tiền mình sẽ có muốn mua cây nhiều tiền, nhưng mà ít tiền mình chưa kiểu ít tiền anh em nhé. Được. Là chính. Bắt tay thằng em rất là khôn. Đấy. Nào. Là chú ơi, ngoài đây phát là cảnh này là hôm nay mùng 1 mà. Hôm nay mùng 1. À đấy, hôm nay mùng 1 anh em nhá. Đúng rồi. Vì không nhớ cái nào. Vâng. Hôm nay mới có lộc luôn. Nhất quá, lộc quá lộc. Lộc là giờ thằng này. Hôm nay rủ anh Hải đi nên là lộc con vui vui xuống anh nhà mà cây vài triệu chơi tôi vui thôi. Thế là thằng anh Giang. Anh Kiến hơi bị siêu rồi. Đỏ luôn nhá. Lộc luôn. Anh em mấy triệu không chơi cây gì. Quá đẳng cấp. Cây luột là luôn. Cây là phải chia sẻ thật sự với anh em câu nhá. Cây đường nét cực kỳ là mềm mại, mà cây cổ dáng cổ luôn, nuột là mà là chất có là xi si, đúng xi si đỏ chuẩn chỉ, lá dày bịch đẹp, dáng cổ luôn. Anh em hôm không xi si thì vẫn là xi si đỏ nhưng đúng dáng cổ và làm đúng theo lối cổ. Mà anh Hải vừa anh chớp được một con hơi bị kinh đấy, hình bún đằng sau kìa. Đây tôi chia sẻ với anh em câu đây, để tôi từ đấy thì hỏi các bạn câu nhé. Già trắng. Con này tôi đang định giá ông ấy 5 triệu, ông không muốn bán rồi. Chớp bát. Ông này nhanh nhuyên cắp. Anh em câu thô tí, nhanh nhuyên cắp. Đúng hình bún. Con này hơi chất luôn anh em nhé. Con này đúng con hình bún. Con này hôm nọ mình có quay rồi, thế nhưng mà hôm ấy em không thể dăm. Hải ơi, con hình bún em ơi, được đấy. Lòng chó. Xoắn đúng hình lòng. Cái... ai làm họ giống như thế này cái cho 5 triệu. Đấy. Cái nô lâu mới dành. Nô hôm nọ là Yên Bonsai quay lên là chú Linh ở Bắc Giang lấy hết rồi, mới cả mấy cây là mình chuyển về Thái Bình. Đây cây này thực sự ra anh em nhá. Đấy nói phải nói thật luôn. Cây này mình lấy của chú cây lên 1 tuần rồi. Hôm nay mình lấy về là mình chuyển luôn cùng với cây si ở nhà hôm qua là một đôi đỏ anh, cây này nó cao hơn. Cây kia là nó côn nó lùn ở trên cái bẻ gạch hơn. Đấy nói là anh em phải công khai cây như mai mà anh em thắc mắc. Rồi ok. Khả năng có gì là anh em sẽ được Yên Bonsai và chỗ em Hải và cả chỗ bác Kiển chia sẻ sau. Vì thực ra là do thời tiết hơi bị nắng. Chị ở đây mà đợi bác Kiển đưa tiền cho là chị cũng bị đen da rồi. Thôi xin xít top cái video đây nhá. Có gì để chốc tính. Xin tiết lộ với anh em một chút. Sắp có tầm 100 con hàng, nó to hơn này tí nhá. Rồi ok. Sắp ra lò. Anh em là phóng video nhanh thì ok được. Có những con đẹp hơn, con to đẹp hơn, những con video trước mình đấy. Rồi anh em nhá, chuyển tiếp sang một đoạn video. Rồi nó vào đây đấy, anh phải cắt đi. Nó bỏ răm đấy. Hay làm gì đấy, định hốt cây này à? Tương đối rồi. Bác ơi, dù gì rồi, u biếu rồi, bỏ hết đi. Bởi vì nó sẽ bị bỏ răm của mình mất. Vì thế này nó lo. Nó nuôi lại. Nó hút hết mà. Nó ăn. Nào anh Giang định chốt cái túc này hay sao? Bác bảo hơn 100 thì thôi, anh tưởng 60-70 thì anh thử ý. Cây này phải hơn lít. 60-70 không mua được. Thế thì anh về lấy hai cái kia về, đó là anh còn 3 lít. Đấy anh em nhé.
Cây túc này mình có quay rồi anh em nhé. Đấy. Cái này anh Giang đang giả 70 nhưng mà chú chưa giao lưu anh em nhé. Cứ mang về đi biết nào được. Cây túc khá đẹp anh em nhé. Đấy, trước tôi có quay rồi đấy. Hôm nay thực sự giỏi hơi bị lắng anh em. Đây đây. Cái này 2 lít cơ. Đây. Qua lại đây. Nào. Quá đẳng cấp luôn, bonsai thế giới luôn. Đây là anh Hải Si anh em nhé. Còn đây lên búp đẹp nhỉ. Đây hôm nay là nó mới lên búp anh em nhé. Hồng rực luôn này. Đỏ lửa cái luôn. Cái này mà rất lá đúng tầm không đi chơi thì đây tầm này mình mà một kiểu luôn. Tầm này lên đẹp. Lên lá tạo nữa đẹp. Đó chót tròn. À chiến nhỉ. Vậy kia. Đây anh em nhé, một cái túp búp đỏ. Hơi tiếc. Đẹp. Giá thì mình gửi bác đây 2 cây là 180 nhưng bác không đồng ý thì thôi, để kiếm cây khác. 2 cây 180. Thôi tớ có cần mấy tiền thôi. Bác cây kia nít rưỡi giả 70, cái này của chú tận đủ 200, người ta giả 160 rồi. Mình chỉ có cần lấy tiền thôi em ạ. À thế à. Mua trong khả năng chứ. Mình lại ngắm thôi. Tiếp. Mình lại đi săn cây khác vậy. Con này mẹ đẹp. Đấy anh em ưng anh em đến tận vườn anh em xem nhé. Những cây giá trị đẹp này. Quay gần ở đây đỏ chót. Đợi anh em nhé, hôm nọ quay chưa lên lọc rồi, hôm nay có lọc rồi này. Đấy, em nhìn thấy không? Bắt led luôn này. Một cái túc là quá đẹp luôn anh em. Cây đã được đi triển lãm rồi anh em nhé. Đấy. Đây hôm nọ tôi cũng quay cho anh em xem cái đôi tác phẩm xanh quê rồi. Cây này cây vẫn phải đi đất này. Đúng không? Anh em. Cây này hôm nay lên lọc hết rồi, toàn bộ là xanh quê hết anh em nhé. Đấy, nhưng mà cái chất của nó quá già luôn. Hôm nay nhìn trông lên dăm thì nó khác ngay. À xin lỗi các bạn lên lọc. Đấy, hôm nay một tài có giao lưu với chú Kiển một hai tác phẩm xinh nhỏ anh em nhé. Đấy. Nào anh Hải định, định mua luôn ở cây này hay sao hả? Mua cây rồi. Đâu? Chị em mang xôi sang để đổi cây sao? Em có quê em nữa, còn có 3 năm nữa em làm quê là em được. Tao đừng nghĩ cái cốt, cốt chảo rộng. Còn nhanh hợp với công việc em ạ, cứ thả nước. Cây này già các bạn. Nhưng mà không mọc thêm được mấy cành rồi. Nói chung là phải gặp anh em thích, anh em chơi mới giao lưu được. Những cái xanh này gần như nó là xanh cổ rồi, nó chơi đúng cây cổ này. Con này tầm 10-15 năm nữa thì nó già lắm nhỉ. Trắng hết thân. Đây là một đôi anh em nhé. Sạch cây. Sạch sẽ đẹp đẽ ruột là ghi nhận toàn chỉ những cây xanh của nhà mình đây là xương ruột là đấy rồi. Nhưng là bây giờ mà tìm được một đôi này nó cũng khó, đâu có phải là dễ đâu. Đúng không? 18-10 thôi. Hai cái này sạch cây. Hai cây này là đâu đấy? Nó sạch cây. Em ạ, dùng cho đúng từ là đẳng cấp đấy. Nếu cái huyện như mình hai cây xanh ta như này là lấy đâu ra nữa? Thế. Thế bảo là anh em chơi cây nó phải gặp người thích cơ thì còn. Không quý bằng hai này được, không thể quý bằng. Theo làm sao được em? Không được quý bằng cái cốt như này, cốt nó cốt khổ rồi. Phong phong làng đẹp. Cây này nó lên tầm rồi. Nói chung là so với xã hội nó không là gì, nhưng ở khu này như này nó quá đẹp rồi. Không mất gì cả. Mất đây lâu lắm rồi. Không mất gì cả. Thôi rồi, hơi lắng nhá. Yên một xài xin kết thúc video tại đây anh em nhé. Đấy thì cảm ơn tất cả anh em. Ông chú nhà mình xem có đôi gì nhỉ? Đang điện à? Nhà gì còn? Quê còn không nhỉ? Đây anh em. Được rồi, đi vào đi. Ở đây. Ok. Rồi rồi, ok.